đang bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa. Không chụp được cái gì. Quý đồng nghiệp, sau đây em xin trình bày bệnh nhân hội chẩn. Bệnh nhân nữ, 76 tuổi, địa chỉ phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, ngày vào viện 22 tháng 6 năm 2021. Lý do vào viện: đau đầu, đau ngực. Bệnh sử: bệnh nhân bị bệnh nhiều ngày nay với biểu hiện đau đầu, chóng mặt, đau tức ngực trái, đi lại loạng choạng, người mệt mỏi, huyết áp dao động từ 140 đến 180 mmHg thủy ngân. Vào viện: tiền sử bệnh nhân này tăng huyết áp 13 năm, dùng ngày một viên Covaxin 50 mg. Bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 13 năm, ngày dùng 2 viên Glycyrrhizin 80 mg, Metformin 500 mg. Truyền máu một lần nhưng không nhớ rõ bệnh gì, cách đây 1 năm. Khám hiện tại: khám toàn thân bệnh nhân tỉnh, thể trạng trung bình, da xanh niêm mạc nhợt, không phù, không xuất huyết dưới da, hạch ngoại vi không sở thấy, tuyến giáp không to. Khám toàn thân khám hô hấp, phổi không có gian, tim mạch, tim nhịp đều, không có tiếng thổi bệnh lý. Khám tiêu hóa mụn mềm, gai lách không to. Thăm trực tràng phân vàng, khám thần kinh không có liệt khu trú, các cơ quan khác hiện tại chưa phát hiện gì bất thường. Tóm tắt bệnh án: bệnh nhân nữ 76 tuổi vào viện vì đau đầu, đau ngực, qua hỏi khám thấy có hội chứng thiếu máu dương tính, hội chứng xuất huyết âm tính, tiền sử tăng huyết áp, điều trị đái tháo đường, truyền máu một lần nhưng không nhớ rõ bệnh gì, cách đây 1 năm. Chuẩn đoán sơ bộ là thiếu máu, nhược sắc hồng cầu nhỏ, tăng huyết áp trên đái tháo đường tiếp 2. Các kết quả xét nghiệm thì em đã gửi lên hệ thống. Điều trị hiện tại: Covaxin 50 mg nhân 1 viên trên ngày, Vataren 35 mg nhân 2 viên trên ngày, Glycyrrhizin cộng Metformin 2 viên trên ngày, Simvastatin 40 mg nhân 1 viên trên ngày. Đề nghị hội chẩn chuyên khoa huyết học, nội tiết, tim mạch, chuẩn đoán hình ảnh. Câu hỏi 1. Những nguyên nhân có thể gây thiếu máu trên bệnh nhân. 2. Bệnh nhân đã sử dụng Metformin lâu năm, nếu không định lượng được vitamin B12 thì trên lâm sàng có loại trừ được thiếu máu do thiếu vitamin B12 hay không? Thứ ba, chỉ định truyền máu bù sắt cho bệnh nhân như thế nào? Thứ tư, những nguy cơ về nội tiết, tim mạch bệnh nhân có thể mắc phải. Thứ năm, chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân cần lưu ý gì? Câu thứ sáu là bệnh nhân bị thiếu máu HbA1c bị ảnh hưởng thì chỉnh liều thuốc tiểu đường cho bệnh nhân dựa trên kết quả nào? Em xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn các bạn. Hôm nay chúng tôi xin mời có ba chuyên gia của chúng tôi. Thứ nhất là Phó sư tiến sĩ Vũ Bích Nga là trưởng khoa nội tiết hô hấp Bệnh viện Đại học Hà Nội. Thứ hai là thạc sĩ Bùi Thị Hoa là chuyên gia về huyết học của Bệnh viện Đại học chúng tôi. Và thứ ba là tiến sĩ Nguyễn Thùy Linh là phó khoa dinh dưỡng của bệnh viện. Trước khi mời các chuyên gia tư vấn thì tôi xin chia sẻ một chút. Vì cái bệnh án như thế này, đây là bệnh án nội khoa và các bạn rất hay không chú ý đến một cái chìa khóa rất quan trọng trong bệnh án nội khoa. Đấy chính là lý do vào viện. Nếu chúng ta là bác sĩ nội khoa thì chúng ta luôn nhớ lý do vào viện như là cái chìa khóa để chúng ta phân tích tư duy logic. Chúng ta nên chọn một lý do vào viện thôi. Và từ cái lý do vào viện đấy chúng ta sẽ liệt kê các nguyên nhân. Ví dụ như là triệu chứng ấy xuất hiện khi nào, tính chất ra làm sao, diễn biến triệu chứng tăng lên giảm đi khi nào, các phương pháp để cho cái triệu chứng mất đi hay là các cái dấu hiệu làm cho triệu chứng tăng lên. Và sau đó thì chúng ta nếu mà còn một lý do khác nữa thì chúng ta sẽ là các dấu hiệu đi kèm với triệu chứng đấy. Do đó thì từ cái lý do viện đấy thì các bạn sẽ mở cái chìa khóa ra, các bạn sẽ đi được đến đích gần hơn. Còn các bạn cứ bệnh nhân vào viện vừa đau đầu, vừa đau ngực, vừa chóng mặt, thế là chúng ta đi tìm cả ba triệu chứng trong phần bệnh sử và cuối cùng chúng ta bị gọi là bị loãng ra. Và có khi lúc mà kết luận của sau khi khám lâm sàng sẽ là một trang xét nghiệm, vì chúng ta chả biết thế nào cả thì chúng ta lành cách là chúng ta cho xét nghiệm bao vây. Thế và đến khi kết quả xét nghiệm về thì chính chúng ta sẽ lại rất loay hoay với cả một mớ các cái con số đấy. Thế do đó thì trường hợp này thì tôi nghĩ bệnh nhân này vào viện thì các bạn phải khẳng định là bệnh nhân vào viện vì đau đầu hay đau ngực, đau đầu hay đau ngực ạ, hay là vì bệnh nhân cái nguyên khan khác vào mà các bạn không biết, như là choáng, như là xỉu. Bệnh nhân này vào viện vì sao? Em nói thầy là bệnh nhân nào vào viện là vì đau đầu, huyết áp không kiểm soát được. Vâng, thế thì chúng ta ghi vào đấy bệnh nhân bị đau đầu, đúng không ạ? Và từ đấy chúng ta sẽ đi vào các cái tính chất của cái đau đầu đấy để chúng ta giải quyết cái nguyên nhân của đầu tiên dẫn đến bệnh nhân vào viện là đau đầu. Vâng, bây giờ xin phép mời trước khi chị cô Hoa sẽ nói về huyết học thì xin phép mời chị Nga trả lời giúp cho các bạn những câu hỏi liên quan đến
nội tiết, đấy là câu hỏi bệnh nhân sử dụng phép metformin điều trị đúng chưa và nguyên nhân có thể cần thiết phải làm thêm cái gì nữa không? Cảm ơn cô. Xin chào các bạn. Ở đây thì các bạn cũng đã có những cái ý kiến rất là đúng đấy. Khi mà sử dụng metformin thì nó có thể ảnh hưởng tới cái việc hấp thu vitamin B12. Do vậy mà trong các trường hợp mà bệnh nhân sử dụng metformin thì có thể người ta sẽ bù vitamin B12 cho bệnh nhân. Thế trong trường hợp mà thiếu máu quá thì cái việc mà sử dụng metformin là mình cũng cân nhắc. Trong trường hợp này thì huyết sắc tố của bệnh nhân là huyết sắc tố có 80 mấy thôi, thì các bạn sẽ ngừng không sử dụng metformin cho bệnh nhân nữa vì nó càng làm thêm nặng thêm cái tình trạng thiếu máu của bệnh nhân. Thứ hai nữa là những cái nguy cơ về nội tiết ở những cái bệnh nhân tan máu thalassemia, chắc trường hợp này thì tí nữa bác sĩ Hoa sẽ chia sẻ với các bạn. Trong trường hợp mà tan máu thalassemia thì vì sắt trong huyết thanh sẽ tăng lên khá là nhiều và vì vậy thì nó sẽ thâm nhiễm vào các cơ quan, và một trong các cơ quan mà nó cũng hay thâm nhiễm đó là các cơ quan nội tiết. Chính vì vậy mà các bạn cần phải chú ý tới các cái hormone của các tuyến nội tiết, tuyến giáp, tuyến thượng thận và đặc biệt là cả tuyến yên. Ở đây thì xét nghiệm các bạn làm FT4 trong giới hạn bình thường, T-sát nằm trong giới hạn bình thường và T3 thấp. Thì T3 thấp có thể nằm trong bệnh cảnh của các bệnh lý nó có thể gây ra làm cho T3 thấp. Tuy nhiên các bạn nên làm FT3. Nếu như FT3 mà cũng thấp nữa thì các bạn càng cần phải cẩn thận, có thể là suy tuyến yên nguồn gốc trên cao đấy, chứ chưa chắc đã. Vì suy tuyến yên nguồn gốc trên cao là FT3, FT4 thấp và T-sát vẫn nằm trong giới hạn bình thường. Thế thì trong trường hợp này, một bệnh nhân 75 tuổi thì các bạn cũng nên kiểm tra FSH-NLH. Nếu như FSH-NLH ở những cái bệnh nhân mà đã mãn kinh rồi thì bắt buộc là nó sẽ cao. Còn nếu như FSH-NLH ở bệnh nhân 75 tuổi mà nó lại nằm trong giới hạn bình thường hoặc là thấp thì chứng tỏ là bệnh nhân đấy là cái dấu hiệu rất có giá trị để các bạn khẳng định là có suy tuyến yên nguồn gốc trên cao. Và ngoài ra nữa thì tuyến thượng thận các bạn cũng nên kiểm tra. Bên cạnh đó thì khi mà có bệnh thalassemia thì sắt tăng cao nó sẽ thâm nhiễm vào các cơ quan, trong đó thì có cả gan và có thể dẫn tới cái xơ gan do thâm nhiễm sắt. Thì các bạn cũng cần phải kiểm tra chức năng gan cẩn thận, bởi vì nếu có xơ gan thì cái việc dùng thuốc tiểu đường là chúng ta, trong xơ gan thì chúng ta chỉ có mỗi, chúng ta chỉ dùng được insulin và một nhóm thuốc mới bây giờ nữa là nhóm mà ức chế kinh đồng vận chuyển muối đường 2 có thể sử dụng được trong trường hợp xơ gan nhẹ. Thì tất cả những cái này các bạn phải đánh giá hết sức là cẩn thận cho bệnh nhân. Cái thứ ba nữa là các bạn vào trong trường hợp mà thiếu máu thì nó sẽ ảnh hưởng tới kết quả xét nghiệm HbA1c, đúng là như vậy. Nó sẽ làm cho cái nồng độ HbA1c nó thấp đi. Vì vậy thì, nhưng mà nó sẽ tương ứng mỗi 10 mg huyết sắc tố giảm đi thì sẽ tương ứng với cái sự giảm của HbA1c vào khoảng 0,2 đến 0,3%. Thì ở bệnh nhân này giảm khoảng 0,4. Bệnh nhân này là giảm khoảng từ 120 mà xuống có 80 thì HbA1c sẽ giảm vào khoảng 1%. Thì các bạn sẽ tính cái phần đấy tương ứng. Và ở bệnh nhân mà 75 tuổi thì ở bệnh nhân này các bạn làm HbA1c là 6,HbA1c của bệnh nhân là 6,5%. Thì sẽ tương với việc là các bạn sẽ cộng thêm khoảng 0,8 cho tới 1% HbA1c nữa, thì HbA1c của bệnh nhân này là vào khoảng 7,5%. Với một bệnh nhân mà 75 tuổi thì với cái mức HbA1c này là đảm bảo được kiểm soát được đường máu. Thì trong trường hợp này thì tôi cũng có một số ý kiến như vậy thôi. Xin hết ạ. Vâng, cảm ơn chị. Các bạn có hỏi gì không ạ? Tất nhiên là các cái hormone ở trong bệnh viện huyện, thành phố Thanh Hóa thì chắc là không làm được, đúng không? Các bạn có hỏi gì không ạ? Vâng, không, em cảm ơn. Vâng, như vậy là chúng ta dùng cách điều trị bao vây như cô Nga cô vừa hướng dẫn. Vâng, tiếp theo xin phép mời chị Hoa chia sẻ về cái việc điều trị một bệnh nhân thiếu máu do thalassemia. Kính thưa giáo sư Hiếu, kính thưa các anh chị đồng nghiệp, đối với ca lâm sàng bệnh nhân 76 tuổi vào viện vì một cái tình trạng đau đầu. Tuy nhiên là trong khi mà các bạn xét nghiệm thì thấy có bệnh nhân có một cái tình trạng thiếu máu hồng cầu nhỏ, huyết sắc tố là 86 và hồng cầu của bệnh nhân thì MCV thì chỉ có 58-59 thôi. Đồng thời là MCHC thì là 320 và 335, tức là cũng không có tình trạng nhược sắc.
các bạn làm các cái xét nghiệm về điện di huyết sắc tố thì có HBA là 95,3 và HBA2 là 4,8. Như vậy thì, và ngoài ra thì các cái chỉ số về sắt thì có sắt huyết thanh là 5,1 và ferritin là trên 1110. Như vậy thì đối với bệnh nhân này, chẩn đoán về huyết học đấy chính là một cái beta thalassemia. Và về mặt điều trị của bệnh nhân thì các bạn có hỏi là các cái nguyên nhân thiếu máu trên bệnh nhân này thì nghĩ nhiều đấy là thiếu máu trong bệnh cảnh của thalassemia. Tiếp theo đó là câu hỏi thứ hai, đó là chỉ định truyền máu đối với bệnh nhân này. Đối với các cái bệnh nhân thalassemia thì có 5 cái chỉ định truyền máu chính. Thứ nhất đó là bệnh nhân có cái tình trạng truyền khoảng, bệnh nhân đã được chỉ định khoảng trên 10 đơn vị máu. Thứ hai đó là các cái bệnh nhân mà có ferritin máu trên 500 cộng với lại bệnh nhân tiếp tục có khả năng phải truyền máu tiếp. Thứ ba đó là bệnh nhân có ferritin máu trên 800, cái bệnh nhân này ferritin máu là trên 1000 rồi. Tiếp theo đó là bệnh nhân có các cái tình trạng đối với những cái bệnh nhân mà có ferritin máu chỉ trên 300 thôi, tuy nhiên là bệnh nhân đã có cái tình trạng là thâm nhiễm sắt vào trong các cái cơ quan như là gan, là tim, được đánh giá bằng cái chụp cộng hưởng từ gan tim, thì nếu như có cái tình trạng nhiễm sắt thì bệnh nhân cũng có chỉ định là phải chỉ định là sẽ phải truyền máu cho bệnh nhân. Tiếp theo đó là đối với những cái bệnh nhân truyền máu thì mình duy trì huyết sắc tố bao nhiêu, huyết sắc tố bệnh nhân là duy trì trên 95 gram trên lít. Và bệnh nhân này thì chắc chắn là không có chỉ định bù sắt rồi ạ, bởi vì là ferritin của bệnh nhân đang cao và mình sẽ phải thải bớt sắt đi cho bệnh nhân chứ không phải là truyền bù sắt cho bệnh nhân ạ. Và các cái thuốc bù sắt là các cái thuốc mà mình thải sắt cho bệnh nhân thì có rất là nhiều các cái chế phẩm để thải sắt. Thì cho em hỏi là bệnh viện Thanh Hóa thì có cái chế phẩm nào để thải sắt cho bệnh nhân không ạ? Em là cô, là ở bệnh viện em thì chưa có thuốc thải sắt ạ. Cô có thể tư vấn em để kê cho bệnh nhân. Vâng, trước khi cô Hoa tư vấn thì chúng ta thấy là một cái bệnh lý nội khoa nó không thể nào đứng trong một chuyên khoa chúng ta nhìn được. Như các bạn thấy là các bạn dùng metformin thì các bạn đọc được sách, các bạn thấy metformin thì làm thiếu vitamin B12, thì các bạn lại suy luận ra vitamin B2 sẽ tổng hợp sắt, tức là bệnh nhân sợ bệnh nhân thiếu sắt, tức là chúng ta cho sắt bệnh nhân. Trong khi đấy thalassemia lại sẽ chống chỉ định để cho sắt vào cho bệnh nhân. Do chúng ta luôn luôn, tôi vẫn khuyên các bạn là chúng ta đang là tuyến cơ sở, tuyến thấp nhất, nhưng chúng ta cố gắng đừng làm gì sai cho bệnh nhân, đã là một cái hạnh phúc lắm rồi. Chúng ta hãy làm cái gì mà chúng ta chắc chắn nhất thì chúng ta mới nên điều trị cho người bệnh. Đừng điều trị bao vây cho bệnh nhân những trường hợp mà chúng ta chưa chắc chắn. Còn nếu trường hợp chúng ta chắc chắn thì chúng ta mới kê bút cho bệnh nhân. Và mời cô Hoa có thể chia sẻ một số các cái thuốc có thải sắt cho bệnh nhân. Đối với lại các cái thalassemia thì hiện tại là với bệnh nhân này thì là thể trung bình, hoặc là thể trung bình thì mình có thể dùng hai loại thuốc, đó là thuốc thải sắt đường truyền. Thải sắt đường truyền thì mình có cái chế phẩm mà hay được sử dụng trên lâm sàng. Tại vì các cái chế phẩm về sắt thì thường tên nó rất là khó, thế là em sẽ nói luôn các cái chế phẩm ở trên lâm sàng mà mình hay dùng, đó là desferan. Desferan thì mình sẽ dùng liều của bệnh nhân thì thường từ 40 đến 60 mg, tức là thường là liều khoảng 4 lọ. Đối với một bệnh nhân 50 kg thì khoảng 4 lọ và truyền trong thời gian trên 8 giờ, khoảng 8 đến 12 giờ. Cái loại thứ hai đó là cái loại đường uống mà thường sử dụng nhất, và thứ hai và cái giá thành nó cũng hợp lý nhất, đó là Paroxy. Paroxy thì mình sẽ dùng liều là 75 mg trên 1 kg cân nặng và trên 1 ngày. Thì liều đó và bệnh nhân có thể là dùng đường truyền tĩnh mạch, hoặc là nếu như bệnh nhân không có đáp ứng thì có thể phối hợp thêm đường uống. Đường truyền tĩnh mạch thì mình sẽ truyền trong khi thời gian bệnh nhân nằm viện là khoảng 5 đến 7 ngày, và sau đó khi bệnh nhân về nhà thì có thể kê thuốc uống cho bệnh nhân là Paroxy, thì có thể cho uống liên tục, và một tháng thì bệnh nhân sẽ được vào viện để truyền thải sắt một lần. Và trong cái thời gian 3 tuần mà bệnh nhân về nhà thì mình sẽ kê các cái thuốc thải sắt đường uống ạ. Vâng, các bạn còn hỏi gì về chuyên khoa huyết học không ạ? Dạ không, em cảm ơn. Vâng, trước khi mời chị Linh thì tôi xin chia sẻ về chuyên khoa tim mạch một chút. Tôi đã nhắc lại cách kê đơn. Chúng ta kê đơn cho bệnh nhân thì chúng ta luôn luôn chia làm các cái nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm không thể không kê được. Các bạn mà không kê thì bệnh nhân có thể nguy hiểm tính mạng, và chúng ta có thể bị gọi là sai phạm lớn trong nghiệp vụ. Đấy, như trong bệnh nhân này thì cái thuốc không thể không kê được đấy chính là Covaxin. Thì tôi cũng đồng ý các bạn thấy là bệnh nhân đang uống bất cứ thuốc gì để điều trị huyết áp mà huyết áp bệnh nhân ổn định, các cơ quan đích được bảo vệ thì chúng ta không nên thay cho bệnh nhân. Kể cả người ta dùng thuốc rất rẻ tiền nhưng người ta đang dùng rất tốt thì chúng ta đừng nên thay. Tuy nhiên những nhóm thuốc sau thì chúng ta phải rất chú ý, thí dụ như là Vastaren. Thì Vastaren thì chúng ta chưa được khẳng định được là bệnh nhân có bệnh mạch vành không, có hiệu quả không, thì chúng ta đưa cái nhóm này thường là sẽ là nhóm 2 hoặc nhóm 3. Thì chúng ta nên hạn chế kê để dành tiền để dành chúng ta kê cho cái thuốc khác vào nhóm 1.
Nhóm 2 là nhóm chúng ta khuyên nên kê, nhưng mà chúng ta phải có bằng chứng để bệnh nhân giảm tỷ lệ biến chứng, giảm thời gian nhập viện của bệnh nhân. Còn nhóm 3 là nhóm giảm triệu chứng, thì chúng ta có thể thấy là Vastaren là rất tốt cho triệu chứng đau ngực. Nhưng mà bệnh nhân không có đau ngực, không có triệu chứng gì cả thì tôi cũng đừng kê cho bệnh nhân. Và nhóm simvastatin thì rất nhiều nghiên cứu người ta chứng minh là simvastatin là rất tốt trong việc điều trị bệnh lý động mạch vành và những bệnh lý đột quỵ. Tuy nhiên bệnh nhân này chúng ta không có bằng chứng để khẳng định bệnh nhân có bị hẹp mạch vành không, đột quỵ không, mà chúng ta cho simvastatin là và kê cho bệnh nhân, thì cái này cũng chỉ là có thể ở mức độ 2 hoặc 3. Chúng ta phải rất cẩn thận khi kê. Và tôi cũng xin chia sẻ là simvastatin mà chúng ta kê liều 40mg là bệnh nhân mệt lắm đấy. Chúng ta đừng kê cho nhiệt liều như thế. Chúng ta nên chú ý kê thuốc cho bệnh nhân liều vừa phải thôi và theo dõi điều trị. Vì chúng tôi thấy còn chưa làm cả xét nghiệm mỡ máu ở đây mà chúng ta cứ thấy bệnh nhân đang uống Covaxin thì chúng ta cho người ta uống simvastatin lại cho tiếp. Mà bệnh nhân đang thiếu máu, đang rất mệt thì chúng ta lại làm ảnh hưởng đến người bệnh. Thì tôi đề nghị là bệnh nhân này về điều trị thì em chỉ việc là điều trị theo hướng của cô Hoa, cô Nga và tiền tim mạch thì các bạn chỉ cần cho một viên Covaxin thôi. Vâng, các bạn có hỏi gì về điều trị huyết áp được không ạ? Dạ không, em vâng. Có thể. Vâng, bây giờ xin phép mời chị Linh sẽ chia sẻ về điều trị dinh dưỡng, câu hỏi thứ 4, thứ 5 của các bạn hỏi cô. Dạ vâng ạ, kính thưa thầy Hiếu và kính thưa quý vị đồng nghiệp. Với bệnh nhân này thì em xin có một số tư vấn về dinh dưỡng cho bệnh nhân. Thì bệnh nhân này thì chúng ta nhờ các anh chị tư vấn cho bệnh nhân một cái chế độ ăn giảm muối ạ, bởi vì bệnh nhân có tăng huyết áp. Thì trước mắt thì chúng ta có thể tư vấn cho bệnh nhân ăn nhạt hơn chế độ ăn bình thường của bệnh nhân, và tiến tới thì tư vấn cho bệnh nhân có thể đong cái lượng muối hàng ngày ạ. Thì tối đa bệnh nhân này nên là 5 gram muối một ngày. Thì chúng ta có thể tư vấn cho bệnh nhân là dùng cái thìa gạt sữa chua Vinamilk ấy, thì chúng ta đong tối đa là một ngày 5 cái gạt thìa sữa chua đấy hoặc 5 thìa ml nước mắm, thì giúp bệnh nhân là hạn chế được lượng muối. Cái thứ hai là bệnh nhân này thì cũng cần một cái chế độ ăn đái tháo đường, thì nhờ các anh chị hỗ trợ tư vấn giúp bệnh nhân là chế độ ăn thì giúp là giảm lượng tinh bột này, giảm đường ngọt và có thể ăn tăng cường rau xanh và hoa quả ít ngọt, hạn chế các đồ ngọt, nước ngọt có ga và đồ chiên rán. Ở bệnh nhân này thì cũng trên siêu âm có cái sỏi cholesterol ở đường mật cũng như là cái cặn thận ở hai bên, thì anh chị có thể hỗ trợ cho bệnh nhân giúp là có thể uống tăng cường nước lên một chút, và đặc biệt là chế độ ăn giảm muối. Và cái nguy cơ mà bệnh nhân có thể bị sỏi thận do sỏi oxalat thì chúng ta cũng nhờ các anh chị tư vấn cho bệnh nhân là hạn chế các thực phẩm giàu oxalat, ví dụ như là hạt lạc, hạt đậu, các loại rau họ cải và khoai lang là những thực phẩm giàu oxalat. Thì nếu như mà ăn quá nhiều cái lực thực phẩm đó thì cũng có nguy cơ là sẽ tiến triển là cái sỏi thận ạ. Còn ở cái bệnh nhân này thì có một cái câu hỏi mà các anh chị có hỏi về là trên lâm sàng có loại trừ được thiếu máu do thiếu vitamin B12 hay không ấy. Thực ra thì không phải để cho chẩn đoán cho bệnh nhân này, nhưng mà vitamin B12 cũng có những cái triệu chứng trên lâm sàng nó rất là đặc hiệu. Ngoài những cái triệu chứng mà ví dụ như là đau đầu yếu và tim đập nhanh, thở nhanh và các triệu chứng tiêu hóa, thì vitamin B12 nếu thiếu hụt nó có một cái đặc trưng, rất đặc trưng của vitamin B12, đó là lưỡi sưng mọng đỏ và cái gai lưỡi gần như là mất ấy. Thì chúng ta hoàn toàn có thể là khám lâm sàng cũng có thể chẩn đoán được là thiếu vitamin B12. Đấy là một cái triệu chứng rất đặc thù, đặc hiệu của cái thiếu vitamin B12. Thế còn cái chế độ ăn, đối với chẩn đoán bệnh nhân này là thalassemi thì là chế độ ăn thì chúng ta cũng bạn nên chọn cho hướng dẫn bệnh nhân cái chế độ ăn là hạn chế những cái thực phẩm giàu sắt. Những thực phẩm giàu sắt ở đây là những cái thực phẩm như thịt đỏ, gan và thì là những thực phẩm mà giàu sắt thì các bạn cũng tư vấn cho bệnh nhân nên hạn chế, và thay bằng đó thì tránh để cho bệnh nhân ăn kiêng khem quá mức, thì chúng ta có thể hướng dẫn bệnh nhân ăn những thực phẩm mà ít sắt nhưng mà nguồn gốc động vật, ví dụ như thịt gà, là cá, là tôm, là những thực phẩm ít sắt, thì chúng ta cũng có thể tư vấn cho bệnh nhân, chứ đừng để cho bệnh nhân khi mà hướng dẫn hạn chế nhiều quá thì bệnh nhân dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng ạ. Thì đấy là những cái tư vấn dinh dưỡng của em xin hết ạ. Vâng ạ, cảm ơn các thầy cô ạ. Vâng, cảm ơn cô Linh. Các bạn có hỏi gì nữa không ạ? Không, em cảm ơn các thầy cô. Vâng, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn điều trị bệnh nhân này sẽ là bệnh nhân, tôi nghĩ là sẽ là lâu dài của các bạn đấy. Bệnh nhân này ở ngay thành phố hay là ở đâu ạ? Dạ, bệnh nhân ở ngay thành phố ạ. Vâng, tại vì ở đây như bác sĩ Hoa có những bệnh nhân thalassemia điều trị phải đến 15, 20 năm là chuyện bình thường đúng không? Người ta vẫn vào. Và có một việc tôi muốn thêm nữa, đây là cũng hơi tranh việc của bác Hoa. Cô Hoa đấy là nên bệnh nhân này nên thêm cái tư vấn di chuyển cho bệnh nhân. Vì bệnh thalassemia nó có thể ảnh hưởng đến sau này cho việc di chuyển cho các thế hệ sau của bệnh nhân. Bệnh nhân có con chưa? Có. Vâng, con cháu rồi chứ ạ. Vâng, thì cũng tư vấn cho cả gia đình người ta. Vâng. Ở trong Thanh Hóa đã có trung tâm nào tư vấn di chuyển chưa?
Dạ có rồi ạ. Vâng. Rồi, tốt quá, chúng ta nên chia sẻ thêm cái thông tin. Chị Hoa có ý kiến gì không ạ? Bệnh nhân thì 76 tuổi rồi và cũng theo đúng ý kiến của giáo sư Hiếu là mình có thể tư vấn di truyền cho con cháu của bệnh nhân ạ. Vâng, cảm ơn các chị Hoa. Xin phép chúng ta chuyển sang đầu cầu cuối.